có thể nói chuyện được với tất cả mọi người. Ở câu lạc bộ thì mọi người rất là hòa đồng và thân thiện. Vì vậy điều đó đã giúp đỡ cho Như rất nhiều trong việc hòa nhập với cuộc sống tại Bồ Đào Nha. Nói về cái khoảng thời gian mà Như gặp chấn thương thì cũng có đôi chút khó khăn trong việc sinh hoạt, nhưng mà nhờ sự giúp đỡ của câu lạc bộ cũng như là đồng đội thì Như đã hồi phục rất là nhanh chóng và trở lại tập luyện cùng với mọi người. Còn về cái Tết Nguyên Đán thì ở Bồ Đào Nha này cũng có một vài gia đình người Việt sinh sống, nên Như đến đón Tết cũng như là gói bánh tét, bánh chưng cũng như và đón giao thừa cùng với họ, thì cũng có một chút không khí gọi là đón Tết cùng với mọi người, nên Như cũng cảm thấy là đỡ nhớ nhà hơn. Khi mà câu lạc bộ cũng như là đội bóng hỏi Như về Việt Nam á, thì Như đều trả lời là Việt Nam là một trong những nơi xinh đẹp nhất trên thế giới, và Như mời tất cả đội bóng có dịp ghé thăm Việt Nam trong tương lai. Có lần Như được nói chuyện với bác qua điện thoại thì bác lúc nào cũng vậy, luôn luôn một người rất là tình cảm. Và câu hỏi đầu tiên là bác cũng hỏi thăm sức khỏe, rồi việc ăn ở cũng như là tập luyện ở đây như thế nào. Sau đó thì bác cũng căn dặn là cố gắng nỗ lực cũng như là tập luyện và học hỏi kinh nghiệm để mà trở về cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, cũng như là trở thành một tấm gương để cho các cầu thủ trẻ noi theo. Đối với Như thì các cầu thủ nữ Việt Nam hoàn toàn có khả năng chơi bóng ở Bồ Đào Nha cũng như là các quốc gia trong châu Âu. Hy vọng là trong tương lai, Như cũng như là tất cả mọi người sẽ nhìn thấy được rất là nhiều cầu thủ nữ Việt Nam sang nước ngoài chơi bóng.